Một phát hiện động trời ở Đồng Tháp. Cô vợ khờ có chồng đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Kể về đêm động phòng cười muốn xỉu. Quý vị hãy nghe nha. Giờ nè, kể về cái hồi lúc mà hai đứa gặp nhau sao mà hả nên duyên chồng vợ coi. Nè. Ừ nè. Đánh hai đúng không? Ừ. Đánh nhận em làm em gái thua bên chợ. Cái ảnh hơi kinh kinh. Về bên nhà anh Duyên dắt em về bẩm đồ ăn à. Anh có hai thằng em nè. Cái đi về bẩm cái à. Về bên đây cái anh mở đầu bước vô nhà cái gặp anh Lợi với thằng em Út mở ừ. Cái anh mặc đồ ăn ra nhậu. Mấy anh nói nhậu không à. Còn đâu, em đâu biết nhậu đâu. Cái mà em thơ cái nhậu tiều tiều chút rồi. Cái anh ơi, anh hai á, anh xỉn rồi. Anh ơi, tao có hai thằng em này trên cưng muốn chọn hai nhậu. Cái em nói, anh này đẹp trai nè, anh này đẹp trai em chịu mà. Cái anh là bộ bất cỡ thôi, đừng có chọn tôi thôi. Cái nó không chọn hai nhậu cái gì. Anh xỉn rồi, cái em vũ anh vô tới vũ vô chồng phòng rồi chút cái anh ghiền em luôn. Trời đất quỷ thần ơi. Có rồi, đã nói trước rồi, nói em chọn anh cái một đêm khoảng 3 cái mà được. Đó, anh ghiền em luôn. Liên luôn. 3 cái luôn. 3 cái. Dạ, hôm xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Thì hôm nay dẫn quý vị đi tới mà cặp đôi y gan như chim sâu nhưng mà thú vị dữ lắm quý vị. Một người chồng phải nói là điển trai đẹp trai dữ lắm và cô vợ khờ đây. Thì bây giờ Phong sẽ dẫn quý vị đi vô để mà trò chuyện nha. Hello, hello chào cô vợ à. Nè, ôi ôi đây là anh chồng đẹp trai đây hả? Đang làm gì anh? Làm đồ ăn cho đâu đâu cho ngắm cái gương mặt coi hả? Trinh nói anh đẹp trai. Trời ơi, này mặt nghệ sĩ nè. Cổ xi nhông nữa ha. Ôi cái nè. Vợ chồng có mấy đứa con à em? Dạ hai đứa chú. Em tên gì? Dạ con tên Trinh. Trinh hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi Trinh? Dạ 24 tuổi. Sao đẹp gái vậy ạ? Không lắm, đâu bằng chồng con đâu. Dạ chồng... gái đâu ra. Chồng sao nói nghe coi. Chồng con trông hết bơi. Ôi ôi. Bởi vì hết bơi chồng hết chồng. Dạ hả? Dạ bởi vì chồng đi đâu con cũng giữ hết đó. Chồng mất. Ủa? Ủa sao mà kiếm được hả? Chồng đẹp trai dữ vậy? Tại anh chồng nhận con làm em gái nuôi. Dắt gì đi chơi rồi làm mai. Dạ hả? Dạ. Dạ anh ngồi dưới đó kìa. Dạ anh làm bàn thờ đó hả? Anh làm mai xong lên bàn thờ luôn hả? Dạ. Làm em gái nuôi giờ biến thành làm vợ luôn. Dạ. Ủa sao kỳ vậy ta? Không. Em gái nuôi là anh chồng. Anh chồng làm mai cho em ruột. Là anh chồng làm mai cho em ruột. Làm mai em gái nuôi cho em ruột. Làm mai cho không bây giờ thắng từng lễ gì luôn đó. Rồi bây giờ nè, chồng hot boy của em đâu? Yeah, mời ra đi. Chồng ơi, ra đi chơi chồng ơi. Trời ơi, nghe nó ngọt. Trời ơi. Úi trời ơi. Đẹp trai luôn. Ngồi xích xích gai nè, cho nó sáng sáng. Ừ. Ôi. Nó nói ra đây nè, anh hot boy. Ôi, nó nè, người chồng nữa nè. Quá đẹp trai luôn. Hai đứa ngồi khích thích nhau để tình cảm nó mới thế chứ. Đó, thấy không? Kéo áo lên chị Chính. Trời ơi. Quá đẹp. Kiểu này chắc giữ dữ lắm à, mốt chắc không giữ lắm. Không giữ, không giữ chồng hết vui. Tại bự mình nhỏ quá nên nó tụt phải không? Chanh. 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 Chơi chanh hả? Chanh bự hồi lúc trước mấy gì ở phòng là bự giờ này quá hao. Ai chạy? Chồng chạy. Có không chạy? Có. Vậy là ý ông này là ông phá vô lắm phải không? Còn trái chanh không à. Quá. Đâu, ổng ăn chanh quá chua rồi, ổng thèm bự. Cái em đáng một cái bớt thèm không? Thèm bự không? Ăn chanh đi, coi cho miếng đường nè.
kìa ra con chó để em đánh chó. Thôi kệ nó đi anh Thảo. Thôi được rồi, bỏ mà sớm, bỏ mà sớm hết già. Anh tên gì quán tiền? Anh Lợi anh nghĩ sao mà chị Trinh chỉ hơi khờ khờ vậy đó, thương chị Trinh vậy anh Lợi. Em thì nếu như chung thủy với em thì em đâu có suy nghĩ tới bề ngoài đâu. Nếu là bề trong thì thật lòng với em là được, tại vì nhà em cũng nghèo này nọ chứ em đâu có cần đẹp hay xấu gì. Cái cần xấu thì giỏi giang như vậy ngoan được rồi. Chứ không cần bề ngoài. Chung thủy nên như thì em cũng thương cái Trinh thiệt. Thương thiệt không? Thương. Không thương trời, 5 năm có 2 cục được. Không, 2 cục gì? 2 cục nợ, 2 cục vàng rồi. 2 cục vàng. Bữa hổm lai chim lên nó coi đo với thằng này thằng kia coi giống nhau không? Vậy đó hả? Dạ. Đo luôn hả? Đo thì giống nhau cũng đẹp giống đẹp trai hơn. Coi hình thằng anh với thằng em coi là đẹp trai. Kéo cao cao xíu. Ờ thôi. Thôi kệ đi. Không sao đâu. Khác gì? Bữa tranh giống sao chứ á. Sao đâu? Khác vô. Tại mày tranh quá không sai nào mà. Ta đi sau lưng á là nó được rồi. Có cáo là nằm khi nó tức quá nó gịch xuống vậy nè, học tới đó. Rồi phòng lợn thấy chưa, không giãn giờ mẹ nó xài áo hao quá ha, mới khoác áo khoác vô được rồi. Ừ, áo khoác vô được rồi. Thôi nực lắm kệ để giống sao đâu mà sao đâu được đó. Sao đâu nè nực lắm trên còn mấy bỏ áo vô quần á ngoài sau lưng á, bỏ làm gì nè, kéo giãn nó gịch lên được rồi. Ừ thôi được rồi, không sao đâu, tranh bưởi không thành đề. Ngoài trước cũng như ngoài sau à. Ừ. Kỳ quá mấy chú này. Ồ, Thảo nói gì kỳ quá hả? Con có đèn phải phun độ, lo lên độ lên thì bị mình ung thư. Bởi vậy. Độ không có được hà thiệt thải chắc ăn hơn của dạ. Con nói á, bây giờ chú mà gán giạt đi nó cũng rớt được miếng phải không? Rớt hai ngóc chứ bộ. Bữa giờ bà bán cháu lại không? Dạ không, nghĩ là không được, còn bà nghĩ sợ rồi. Nghĩ hả? Em được bà phải sợ, bà chạy vô một cái quần. Bà bán chó, bà bán chó ngoài đây nè, ngày nào bà cũng lại cho lần bịch với một tô thịt. Dạ hả? Thấy bà đó ngon quá, bự quá, với lại bà ngon. Thằng thành của bà sao? Không. Nếu như làm thì bà chạy tới luôn. Thôi đừng quýnh chào mừng chồng thương mà. Nếu như vậy thì khỏi chạy tới chạy lui. Nó ganh tị vậy, gặp bà chữ bà đó bà tới giờ mới cho luôn. Trời ơi, vậy là thương dữ lắm hả? Ê chồng trai hả, gái gì anh? Nó nghe đó. Thằng tháng mấy rồi? Dạ đứa kia đâu? Dạ đứa kia ở bên ngoài, ở dưới bình dương kìa. Đứa kia lớn hơn hả? Dạ đứa kia được 4 tuổi. Ồ vậy đó hả? Dạ. Ê bây giờ nè, cách bữa có một cái chị mà khán giả đó thấy chồng em đẹp trai quá muốn dẫn đi chơi á, chịu không? Không được sao hả? Phải dẫn luôn cả em với con em đi luôn. Còn quá trời ơi, bữa đâu có được đâu, cứ rủ em đi thì đi 3 người, 1 người thì no. Thôi đi nhiều người đó tốn. Không được, đi 2 người, 1 trai 1 gái đi chung mà em về đi lịch. Du lịch khách sạn đúng không? Trời ơi, bản tính phụ nữ trời ơi. Không được đâu, đi chút xíu học được đó. Không được, trai gái đi chung mà em về ai biết được đúng không? Đi theo đúng không? Thì đi chung luôn, em với cô Trương. Đi chung 3 đứa. Đi theo đúng không? Đi uống cà phê. Đi uống cà phê thì em với con em đi theo luôn. Em có uống cà phê được đâu mà đi. Uống nước ngọt. Không biết uống cà phê, biết uống trà đường. Nước ngọt á. Không bao giờ nè, kể về cái hồi lúc mà hai đứa gặp nhau sao mà hả nên duyên chồng vợ coi. Nè. Ừ nè. Anh hai đúng không? Ừ. Anh nhận em làm em gái nuôi bên chợ. Cái anh hai chinh
về bên nhà anh riêng chắc em chỉ bẩn đồ ăn à. Anh có hai thằng em nè. Đi về bẩn cái à. Về bên đây cái anh mở đầu bước vô nhà cái gặp anh Lợi với thằng em Út á. Cái anh mặc đồ ăn ra nhậu. Mấy anh nó nhậu không à. Còn đâu, em đâu biết nhậu đâu. Cái mà em chơi cái nhậu tiều tiều chút rồi cái anh ơi anh hai á anh xỉn rồi anh ơi tao có hai thằng em này trên cưng muốn chọn hai nhậu cái em nó anh này đẹp trai nè anh này đẹp trai em chịu mà cái anh là bộ bất cỡ thôi đừng có chọn tôi thôi cái nó không chọn hai nhậu cái gì anh xỉn rồi cái em rủ anh vô tới rủ vô chồng phòng rồi chút với em ghiền em luôn trời đất quỷ thần ơi có rồi đã nói trước rồi nói em chọn anh cái một đêm khoảng 3 cái mà được đó anh ghiền em luôn ghiền luôn 3 cái luôn cái nhà của trời ơi dung hình luôn hả dung hình luôn à ghiền quân quân cái cửa buồn quân cái anh hai anh chỉnh rồi anh nó ngủ động đất không biết rồi anh chạy đi cái anh vô buồn anh nó ủa cái gì cũng phải ra làm vụ gì vậy là động đất cái anh lợi nó bảo đi ra đi sang làm việc mà ba vô đây nữa tôi đang học bài rồi đi ra đi hả học chữ cái ha trời ơi. Ê mà cái đó là ai vũ ai trước hả? Em thấy anh đẹp trai quá anh vũ anh gì vậy? Trời ơi thì ra bà này mới mê trai nè. Sao nó mới khác không? Mấy trai đẹp mà thấy đẹp thẳng gì mình hốt trước thì đỡ không có mà không phải trên mình đâu. Lấy chồng phải lấy liền tay đỡ không ấm kẻ dèm pha. Trời đó ơi quá trời luôn đúng không? Ủa vậy thấy ổng đẹp trai là đặt cọc liền phải không? Đặt cọc đi dụ ổng đi trời dụ đi ổng không đặng có ngủ nè mình dụ ổng vô buồn anh thằng ổng anh vô đây nói nghe vô đây đồng hồn ở chút rồi vợ nè tả vô kêu ổng vô rồi sao nè tả tiếp nữa đi tôi nghe cái này bắt đầu tôi thấy là tôi khoái rồi đó lúc vô phòng sao đó nói lớn lên nói lớn thì không ai nghe đâu anh làm cái em nói nghe nè anh vô lên nói nghe nè anh vô làm gì trời vô đây đi rồi biết cái anh ơi chị vô đi rồi biết cái vô chạy chứ ra ủa anh là tấu ngủ ông động phòng ở chút luôn hồi chưa có phê kêu ổng vô rồi bắt đầu làm cái gì làm cái gì từ kể từ chi tiết coi làm cái gì anh hứa là anh giấu anh không có cho ai biết hết trơn luôn á vô là bắt đầu chích đất phải không chích đất vô bắt đầu nhổ cỏ lên trời khoan đừng có quơ nghe không có rõ làm cái gì nhổ cỏ trên bãi bắt đất khéo ổng cài đất chứ gì ổng cài đất luôn hả trên bãi đất khéo rồi đất ơi ông ghi cung nhà cửa cài quá mạnh rồi có thì sao đất xem cứng cứng rồng đó em thuận cài lên cài cài mấy bữa gãy luôn mọi người gãy cái máy cài luôn cái bản đất xéo còn có chút xíu à anh cài thôi luôn còn mảnh đất hình hai bắt công muộn không nó mới gãy lử luôn trời ơi cục đầu luôn vàng bành cho kia luôn thì đạo chiêu cực mới có một đường cục cục vàng ổng nó đào đất đựng kiếm vàng kiếm ra một cục luôn đúng luôn hả nhưng cao nhưng mà bây giờ phải hỏi kỹ nữa nè ổng vô là em đóng cửa cái rầm lại phải không dạ còn em làm cái gì tiếp nè ổng có cửa đâu em kéo màn kéo màn một cái rồi sao nữa cái màn một cái gọt vậy đó hả em có bãi cỏ nè nhổ cỏ nhưng mà lúc đó có đưa cỏ ra chưa đưa
đã chơi mà đang giống cỏ. Đang giống, đang giống chưa? Cỏ đâu nhổ em. Đang vụ nhổ. Anh nhổ cỏ đâu hả cài, mình lắc khéo giùm em ha. Ừ. Được ra thì ổng nhổ cỏ, nhổ xong cái ổng mới cài. Cài, ổng cài quá mạnh là rung kinh nhà. Nhưng mà ổng nhổ sao? Ổng nhổ. Ổng nhổ bằng tay hay là ổng nhổ bằng răng? Ổng nhổ bằng tay. Rồi xong ổng mới cài mấy cái cài của ổng, cái cài đắt. Cài xong rung kinh nhà thật dáng luôn. Sao bà này cứ tối ngày độ rung rinh quá mà bây giờ nè ổng nhổ cách sao? Nhổ ừ. Ổng nhổ đó. Ổng nhổ, ổng ngồi hay là ổng đứng? Ổng ngồi. Ngồi hả? Ngồi cho ổng nằm luôn. Ổng ngồi vô bỏng không? Dạ. Ồ, kể mà kể chưa có hết cho trơn hè. Không, chú hứa. Chú hứa là chú không có nói cho ai biết hết trơn luôn á. Tại vì cái này là vợ chồng mà ha. Chứ đâu có chuyện gì đâu, là trai gái đâu mà sợ. Thì ổng nhổ xong rồi qua con cái nhà thôi chán. Cái chuyện nhổ không có chưa có gọi là mà chưa đi vô đề mà động phòng được đâu. Ở nhổ xong mới động phòng đó. Nữa nhổ hoài ha, còn làm cái gì nữa? Qua bữa sau ngủ đi tắm tắm đi.